Trường ăn chặn từ thiện lấy số tiền của nhà chị Ven để có thể xây nhà bên ngoại của trường như thế. Chứ bây giờ người ta đã thư kiện mình phải ra chạy đâu, luật pháp mà mình chạy đâu. Mình làm không có gì thì mình cứ chấp nhận. Từ khi mà mình sợ ra mình trốn tránh thì nó khác, còn đây mình đứng ra mình nhận mà. Thì nếu mà cảm thấy bây giờ đó là tôi như vậy đó. Mà trường sẵn sàng là sẽ hợp tác để có thể điều tra nó, còn công an vào cuộc về vấn đề này đúng không? Luật pháp đang bảo vệ con người, bảo vệ chúng ta mà. Nếu mà mình sai thì luật pháp trừng trị mình trốn tránh đi đâu. Chào cả nhà nha, thì hôm nay em có dịp là gặp trường để hỏi trường đó một số vấn đề. Hiện nay thì nghe nói là lùm xùm là trường ăn chặn từ thiện lấy số tiền của nhà chị Ven để có thể xây nhà bên ngoại của trường như thế nào, thì bây giờ em về trường cho mọi người cái câu trả lời chính xác nhất từ trường nha cả nhà. Em chào trường nha anh. Chào bạn. Lời nói đầu tiên thì cho trường xin kính chào quý quý anh chị Mạnh Thường Quân và quý khán giả trên kênh của TT Food với lại là quý khán giả trong nước ngoài nước. Thì cái sự việc vừa rồi đó thật sự là nói chung thì cái khởi nguồn thì mình đã biết rất là nhiều rồi, mình không muốn nói vấn đề đó sâu quá. Thì cái vấn đề mà có người nói mình ở trên mạng xã hội thì ăn chặn tiền từ thiện. Và cái vấn đề thứ hai nữa là trong tài khoản mình có 2 tỷ. Thật sự thì ngày hôm nay đi trường cũng đã làm rồi, đây bản sao kê ngân hàng. Anh trường đã sao kê ra. Thì trong đây nó tới mười mấy tờ lận. Thì từ 1 tây tháng 8. Cho tới dài tới ngày hôm qua, hết ngày hôm qua. Thật sự 3 tháng cộng dồn mà chưa được 250 triệu nữa. Lấy đâu ra mà 2 tỷ. Cho em hỏi anh nói lại cái số tiền vừa nãy là bao nhiêu, tổng là bao nhiêu nhỉ? Cộng lại chưa được 220 triệu nữa. Đây cái số tổng số tiền này là 3 tháng cộng dồn, trong đó là có tiền Nguyễn Mạnh Thường Quân 294 triệu là tiền từ thiện của anh trường hay là bao gồm cả tiền cá nhân của anh trường vô tài khoản? Bao gồm tiền cá nhân và tiền của Quý Mạnh Thường Quân gửi về để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì cái ba tháng nha, từ 1 tháng 8 tới ngày hôm nay luôn là còn trong đây là tiền của Quý Mạnh Thường Quân để trao cho những hoàn cảnh khác, và chuẩn bị sắp tới là mình có những cuộc đi phát gạo từ thiện nữa. Thì cái này là không phải là gửi cho chị Ven. Nha, cái này nhớ nha, cái này là không có tài khoản nào gửi cho chị Ven trong đây, tại vì mình đã ngưng nhận tiền từ lúc trước rồi. Ở đây là người ta chỉ là gửi về cho những cái hoàn cảnh mà khó khăn, bệnh hoạn và cái vấn đề là đi phát gạo. Mình cũng không muốn nói sâu về vấn đề cái dự án của mình. Thì cái nào mình nói có thật tâm thì mình nói thôi, chứ mình không có muốn để cho mọi người cứ nghĩ rồi tôi phải như thế này nọ. Thì hồi sớm này thì mình cũng có quay video và cũng có mấy bạn quay lên tới nhà tôi quay. Tôi vẫn quan hỷ, như mấy bạn muốn quay đi hay là mấy bạn muốn hỏi gì với tôi á, tôi lúc nào cũng sẵn sàng để đón nhận các bạn. Tại vì mình làm việc thật, mình không sợ bất cứ vấn đề gì từ anh em tôi tất khác cả. Mình làm với nhau là để mình giúp đỡ hoặc là cần cuộc sống của mình nữa. Mình cũng làm YouTube, mấy bạn cũng làm YouTube. Thì ai mà không cần cuộc sống của mình đúng không? Thì như mấy bạn làm thêm một cái mảng khác nhau thôi, mấy bạn cũng làm tin tức, làm từ thiện, làm tâm linh, thì ra vân vân. Thì nói chung là mỗi người làm có một cái cách làm khác nhau. Thì cái vấn đề như cái chuyện này nó lần sầm như vấn đề như thế này đó, thật sự là mình không mong muốn. Mà nếu mà mình nói ra thì mọi người cứ nghĩ là không có nhờ sư cô thì ăn chặn tiền từ thiện, mà mình có ăn chặn cái đồng bạc nào không? Ai bây giờ trên mạng xã hội nếu mà những ý kiến trái chiều phải có sư cô, nhờ sư cô mới nói lòi ra chuyện này đúng không? Đó. Thật sự nhiều khi người ta chỉ nghĩ tới đó mà người ta không nghĩ cái vấn đề là mình làm còn sâu hơn nữa. Thì bây giờ chứng minh là mình ăn chặn hay không á, thì bây giờ những cái tài khoản mà gửi cho chị Ven, bây giờ anh công tiếp theo vài ngày nữa anh sẽ gặp chị Ven và anh sẽ lên clip và anh sẽ đọc cái số tiền của chị Ven trước giờ là bao nhiêu. Mình đã trao rồi. Thì trao rồi đúng không anh? Dạ, nếu mà Mạnh Thường Quân mà trên kênh anh không có ý kiến gì thì đồng nghĩa với việc là cái số tiền của anh trao và cái số tiền mà anh nhận là khớp. Còn nếu mà ai mà lên tiếng thì đồng nghĩa với việc cái số tiền đó là anh chưa trao đúng không? Thì mới gọi là anh chặt. Đúng rồi. Cái này là mình trao tiền rồi. Mình cũng lên clip mình nói đính chính là mình đã gửi tiền rồi luôn nữa, mình đã lên clip mình nói là mình ngưng nhận tiền luôn nữa, bạn hiểu không? Đó là mình không có cái vấn đề. Hiện tại bây giờ cái tiền Quý Mạnh Thường Quân muốn gửi là gửi trực tiếp cho Ven hay gửi cho nhà chị Sáu hoặc cho những kênh YouTube khác. Mình đã lên clip tại nhà mình, có chị Ven hồi đó, có ngoại ở luôn, là nói thôi bây giờ là tạm thời hoàn cảnh đến chị Ven là không có nhận, bên kênh trường không có nhận nữa.
ai thương yêu, ai tự tâm á, thì có số tài khoản thì gửi qua, hoặc là gửi về cái giống như là bây giờ đó, là sẽ có hai đường gửi, một là gửi trực tiếp qua chị Ben, hai nữa là gửi về cái địa chỉ, đúng không? Dạ. Yeah. Nó là giống như mấy mạnh thường quân người ta ở nước ngoài người ta gửi về địa chỉ, đây mà nói nó rõ luôn để cho quý mạnh thường quân hiểu luôn. Thì như cá nhân bạn, bạn thương chị Ben, bạn muốn gửi cho chị Ben là 500 triệu thì gửi về địa chỉ đó, thì đó là cái số tiền đó tôi nhận ra địa chỉ đó, rồi tôi cầm cái tiền đó tôi đem tới chị Ben, tôi có quay video lại nhắn lại, không có đăng lên trên mạng nhưng mà tôi có quay video nhắn tôi gửi cho quý mạnh thường quân. Dạ. Yeah. Cái đó là có, tôi nói thiệt, tôi phải làm không phải làm tầm bậy bạ. Thì bây giờ hiện tại bây giờ mọi người cái số hướng lên cái là nghĩ như bây giờ lúc trước mình kêu gọi không nhận tiền, nhưng mà bây giờ đó giống như mình lạm dụng tình cảm rồi mình nhảy vô mình chiếm đoạt cái số tiền đó, thật sự là nghĩ sai người con người rồi. Cho em hỏi một xíu là cái thời gian mà anh ngưng nhận tiền mọi người quên là cách đây bao lâu rồi ạ? À? Cách đây là khoảng hơn 3-4 tuần rồi. 3-4 tuần là giống như là quay mấy cái video đó, tầm khoảng là cái video đó tôi đăng lên trên mạng á, là như nó có để ngày giờ đăng không đó. Chị Ben nổi cách đây khoảng 1 tháng, nếu mà anh ngưng 3-4 tuần thì anh nhận của chị Ben chắc khoảng 2 tuần, là ý là anh nhận tiền mạnh thường quân khoảng trong vòng 2 tuần. Đúng rồi. Dạ. Để cho mình nghe điện thoại. Dạ, vậy thì cái số tiền mà trường mà trao cho Ben á từ trước nay thì khoảng bao nhiêu tiền hả? Nếu tổng hết luôn cái số tiền trường giao á thì có những lúc trường không có quay video. Dạ. Là cái đó là mạnh thường quân người ta cũng yêu cầu là đừng có đọc tên lên. Dạ. Tại vì ta gửi cá nhân người ta gửi. Yeah. Đó thì cái tổng số tiền trường trên kênh trường nhận á nó khoảng gần 40 triệu thôi. 40 triệu. Tiền mặt tiền chuyển qua tài khoản là 24 triệu. 24 triệu ha. Dạ. Yeah. Rồi xong mới tới lúc mà mấy chị mà gửi riêng về á, chứ gửi giờ cho 5 triệu, 6 triệu mà cá nhân người ta gửi. Mà những cái vấn đề đó mình đâu có, lúc đó là nó thật sự luôn á, là trong vòng cách đây hơn 2 tuần trước mình đã không nhận tiền nữa rồi. Mình cũng có nói thẳng với lại quý mạnh thường quân luôn, thật sự nếu mà bạn đăng lên thì có quý mạnh thường quân đã xem kênh của trường, đã theo dõi chị Ben lâu ngày á là sẽ biết được cái tấm trường, là nói chị ơi hiện tại đây em không nhận tiền nữa, mà tùy tâm chị gửi á thì em đi gửi giùm thôi chứ em không có quay video. Yeah. Đây là nói thiệt. Yeah. Chứ không phải cái gì mình cũng quay. Yeah. Đó thì mấy chị nói ok không sao em chỉ cần tới đó em trao tiền, có hình ảnh chụp gửi qua cho người ta là được. Thì đó thì mỗi lần trao tiền thì trường chụp hình hoặc là trường quay một cái video ngắn rồi chị Ben ngày nay đến trao tiền cho chị Ben vậy đó, của mấy quý mình mừng cho là yeah. Xong là trường không có đăng lên trên kênh, tại vì mình làm còn rất là nhiều khác, mình đâu có phải lúc nào mình đăng cái hoàn cảnh mấy bạn cũng biết mà đúng không. Yeah. mình đi quay mình đi tới luôn rất là nhiều, thì từ lúc đó xong rồi trường nó công bố là không nhận tiền nữa. Thì tới hiện tại bây giờ như là có quý mạnh thường quân đã gửi về là cho vấn đề đi phát gạo hoặc là đi giúp đỡ mấy cái hoàn cảnh mà trường nó quay, những cái hoàn cảnh mà éo le đó. Dạ. Là trường quay rồi xong rồi giúp cho những hoàn cảnh đó. Cái thời gian mà trường mà ngưng nhận tiền á thì có phải cái thời gian mà bắt đầu là trường ngưng nhận tiền một cái là mọi người là chuyển tiền về để làm nước và làm điện, hay là sau khi đó hay là trước khi đó ta? Trường không có dính dáng với mấy chuyện đó. À. Thật sự luôn, làm tại vì lúc đầu á, tới lúc mà lúc đầu tiên mà quay chị Ben tới giờ là trường chưa có quay video nào kêu gọi hết. Các bạn hiểu không? Dạ. Yeah. Mình chưa có quay video nào kêu gọi hết. Trên kênh mình có mà. Thì các bạn cứ không tin vô kênh lục xót lại coi những video đó. Yeah. Mình chỉ nói trên kênh á, lúc đầu quay video thì một cái hoàn cảnh rất là đáng thương, thì mong quý chú gì có trợ duyên giúp đỡ thì hãy trợ duyên, chứ chưa bao giờ kêu cái cô này, mong quý vị cô chú anh chị kêu gọi lên. Thì đó mình quay thì tùy tâm mọi người cho, tùy tâm của mình quân. Yeah. Chứ trường cũng không có muốn nói sâu xa vô cái đó vấn đề đến chi, còn vấn đề làm điện làm nước á là có những cái kênh anh em khác làm. Yeah. Trường không có dính dáng như tới mấy chuyện đó, trường chỉ giúp về mặt xã hội. Còn bây giờ dạ anh trường cho em hỏi cái nhà mà hiện tại anh đang xây thì anh dự trù là bao nhiêu chi phí để có thể hoàn thiện nó? Lúc đầu mình tính làm cái nhà thì cái nhà đó mình mới đầu mình tính cái nhà là mình có cái nhà nhỏ cho bà ngoại ở thôi, mình vẫn ở nhà thuê nhà mướn. Nhưng mà lúc đó là cái những tháng trước á, cách đây khoảng 3 tháng 4 tháng trước á, thì trường làm cũng có dư ra một ít tiền. Dạ. Thì cũng được vài chục triệu vậy đó, tính là làm cái nhà vừa vừa thôi. Thì ông bà ngoại nói thôi bây giờ lỡ cất rồi thì làm cho nó đàng hoàng để sau này thỉnh củ quyền rồi có thể là có như những lúc mà tiệc tùng rồi á,
đóng giỏ đóng quải đồ đó, thì nó cho nó thoải mái, thì mới giống như cái nhà cấp 4 bình thường mà giờ thêm cái chữ L ở phía sau á, yeah. Giống như mở cái rộng cái con bếp mình ra làm sao á, thì nó rộng ra một xíu, nó phát sinh thêm. Thì nếu tính dự trù hết luôn là hơn 200. Thì tiền ở đâu làm nhà thì đó, tiền của trường đi làm YouTube được nhiêu thì cộng như là bỏ vô nhiêu làm đó, có tháng kiếm trước cái nhà đó. Thật sự là bây giờ trường đó giờ trường không nhận tiền của ai trên cái nhà đó. Cái nhà đó là toàn bộ số tiền là trường bỏ ra hay là của mình hết? Của trường hết. Là hai năm YouTube là trường tích góp và trường xây được cái ngôi nhà không đó phải, nói hai năm, ai nói mà hai năm mà làm dư được cái số tiền đó đưa mới sợ. Trong vòng 2 năm đó bạn xây dựng cái kênh của bạn lên được bao lâu, đúng không? Cái kênh của mình nó đâu phải là mình đụng vô hai năm mình mới làm lại cái kênh mình, nó lượng đăng ký nó cao vậy đâu. Kênh từ nhỏ nó mới lớn lên, yeah. Rồi kênh của mình nó mới phát triển này được mấy tháng nay thôi à. Mấy bạn cũng theo dõi mình rồi, mấy bạn cũng biết mà. Thì cái lượt người đăng ký á, nó mới phát lên đây thôi, chứ lúc trước nó đâu có ai biết tới đâu, mà ít có lượt view lắm. Tại mình làm từ thiện hình như khi chưa có đủ duyên với lại quý khán giả, người ta xem lượt xem nó ít ỏi à, yeah. Vậy bạn vô coi kênh đi, chừng khoảng 4-5 tháng gì trở lại gì trước đi, lượt view lượt tèo tèo có 2-3 ngàn không mà làm gì mà có tiền, đúng không? Nó chỉ đủ cho mình trang trải săn cộ để mình nuôi dưỡng cái kênh thôi. Rồi sau này á thì mình nuôi dưỡng cái kênh á, nó sau đến sau này á thì nó mới có nhiều người biết đến rồi á, thì lượt view nó mới tăng trưởng. Lượt view tăng trưởng rồi thì nó mới có đủ cái tiền mình ăn uống này kia nọ. Rồi, vậy như trường nó là 2 năm không làm dư được 200 triệu, vậy 200 triệu đó đâu ra? Cái nhà đó, tôi nói bạn đó là cái nhà đó là 2 năm nay. Không, bạn đánh đổi, bạn đang hỏi tôi là vấn đề là 200 triệu đó làm trong vòng 2 năm làm YouTube có hay không, đúng không? Dạ. Thì tôi xin thưa với bạn á là những cái tháng gần đây nhất là cách đây khoảng 2-3 tháng trước á là tôi làm có dư. Là những lúc đó là cái lượt view tôi đang tăng trưởng. Nó phát sinh từ những tháng trước. Nó mới có dư ra được cái số tiền là vài chục triệu. Đến hiện tại giờ 4 tháng là cái tôi còn đang thiếu nợ lại tiền vật tư. À dạ. Bạn hiểu chưa? Bạn đang tính với bạn đang nói với tôi là tôi hỏi tôi là cái vấn đề nếu mà làm hết cái nhà đó khoảng bao nhiêu tiền. Thì tôi nói là tầm khoảng hơn 200. Ý vậy là ý của trường là mình có tiền mình làm tới đâu hay tới đó. Đúng rồi, mình làm tới đâu hay tới đó, giống như thí dụ em có tưởng là trong em có tưởng là trong tài khoản của anh trường bây giờ là đã có 200 triệu sẵn rồi, bây giờ mình cứ có việc mà xây và xây lên. Dạ. Làm rồi cái đó là mình không có tiền em sẵn. Em hiểu sai. Dạ rồi. À, mình làm mình có bao nhiêu thì mình có làm. Đúng rồi. Có làm. Tháng này bạn được 10 dạ triệu thì bạn bỏ vô bạn trả tiền vật tư 10 triệu. Nghe như cái nhà của anh nếu mà xây 4 tháng thay vì nhà người ta đã xây xong và hoàn thiện rồi. Còn bây giờ mới có làm bức tường xi măng rồi chưa hoàn thiện cái gì cả. Thì bây giờ bạn thấy không, cái mới xây tường lên là móng miếng cột đúc này kia nọ mới xây lên không à, tại vì nó dính vô cái hai cái tháng mưa đó mình gồng đi mượn tiền ngoài để mình giống như công làm không được nhiêu á, yeah. Mưa gió rồi xong rồi làm nó bị chậm tiến độ, thật sự nợ cái tiền của thằng vật tư xây dựng dưới người ta dí hoài luôn á. Ủa anh Trần, về cái nhà mà trước khi mà chưa xây cái nhà đó, nhà lá hay là nhà bức tường? Cái nhà đó thật sự là chưa cắt luôn. Không, cái nhà mà hồi xưa mà ngoại ở thì là nhà như thế nào mà bây giờ anh... Xưa giờ không có nhà. Chỉ đi làm mướn ở trên Sài Gòn không à. Ở nhà trọ, nhà thuê trên Sài Gòn á. Mới về quê đây là được hơn năm nay thôi. Vậy thì cái mảnh đất ở đâu ra? Mảnh đất đó là của ông bà, của ông ngoại. À dạ, để lại. Ờ, của ông ngoại hiện tại giờ á. Dạ. Ý là mảnh đất đó là của ông ngoại cho... Không phải cho, nó là đất của ông ngoại, mình xây nhà trên đất ông ngoại để mình ở thôi. Tại vì ông bà ngoại đã lớn tuổi rồi, mình chứ không bà ngoại là ông nổi nó về quê đi. Thì lúc đó là chưa có tiền để xây nhà luôn, mà cũng chưa có, cũng đang dồn tiền lại, có ý định là dồn tiền lại làm tới đâu hay tới đó. Thì mình mướn cái nhà riêng ở trên, mướn một cái nhà nhỏ ở tại gần chợ của mình nổi là chợ Bình Phú á. Là mình mướn cái căn nhà nguyên căn mà nó nhỏ xíu à, mình mướn nhà cấp 4 luôn. Và là mấy chục năm nay là ngoài ở nhà trọ nhà thuê đúng không? Đúng rồi. Nói thiệt chứ đâu có giỡn đâu. Tại vì theo mình có nghĩ là ở hồi xưa cái mặt đất đó là nhà trọ hoặc là cái nhà theo kiểu mà xây một cách tạm bợ để sống thôi. Còn bây giờ theo mình là trường nó có điều kiện rồi thì trường xây rộng và được hơn cho ngoài ở. Phải. 20 năm nay là ở nhà thuê nhà mướn đó. Thì lúc mà nói sâu về hoàn cảnh của trường đó, thì thật sự nhiều khi mình kể mà không nói ra thì ta cứ nghĩ mình là xạo à.
trường học hết lớp 5 trường nghỉ rồi. Là lúc đó đi Vũng Tàu là đi bán vé số với lụm ve chai á, ở ngoài Vũng Tàu sống trong bánh xe á. Rồi xong rồi cái lúc đó thì ông ngoại bà ngoại thì đi phụ hồ ngoài Vũng Tàu cách đây mười mấy năm trước, rồi cái từ lăn lộn ngoài xã hội làm vậy. Công việc lúc trước của trường là làm đầu bếp. Làm đầu bếp thì đi cũng làm tùm lum tùm la chứ à, để vươn trải mình sinh sống nuôi bản thân mình. Thì sau này giống như có duyên đến với cái nghề YouTube. Thì giống như nhìn thấy mấy bạn này quay cái quay YouTube mình coi được thì mình làm được, cái bắt đầu là học hỏi. Học online chứ không ai chỉ. Rồi làm giống như lên trên mạng mình học coi rồi cái cách làm sao mình học. Rồi từ đó cái mình ra ngoài mình tự mình đi quay, lúc đầu quay cũng một rẻ giống như mọi người thôi. Rồi sau này cái đúc góp kinh nghiệm gặp anh chị này, anh chị kia, bạn bè anh này anh kia chỉ anh chút cái mẹo vậy á. Thì đúc kết dần rồi cái làm tới giờ. Giờ thì nó cái kênh của mình thì mình cứ nuôi dưỡng á. Lúc đầu làm đâu có tiền đâu. Trời ơi, mấy bạn không biết làm cái kênh YouTube nó cực cần ai chứ không phải đơn giản đâu. Vậy cái nhà đấy khi mà xây xong thì trường có ý định làm đưa mẹ từ Sài Gòn về ở chung với ngoại không, hay là mẹ vẫn ở trên Sài Gòn để tại có thể làm quê? Tùy theo mẹ à, tại vì mẹ muốn về mẹ về à. Chứ trường cũng có nói mẹ trường năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trường mẹ trường nay nhỏ à, tại vì mẹ trường năm nay dữ lắm, cao 40 mấy chứ 50 đó. Mẹ trường trẻ. Tại vì xưa ở quê thì có hay có vấn đề là có chồng sớm. Thì mẹ giờ hiện tại là đang ở nhà trọ trên Sài Gòn. Cũng đi làm phụ hộ trên đó. Bởi nhiều khi mình nói ra thì đâu ai tin, mình đi giúp được, mình đi quay, mình cũng thật sự mình cũng đi quay, mình nuôi sống bản thân mình mà mình cảm thấy mình giúp được người ta nữa, mình rất là vui. Giống như mình thấy quay hoàn cảnh nghèo đó, lại mình cũng có quay, cũng có view để mình có tiền đổ xăng ăn uống. Mình lo cái công việc của mình để sinh ra xả ra tiền. Thì mình lại quay cái hoàn cảnh đó thì được quý mạnh thường quân yêu thương. Người ta từ gửi tịnh tài về, ta giúp hoàn cảnh đó, mình thấy mình nhẹ lòng. Vậy thôi à, chứ mình đâu có nghĩ đâu, mình cũng đi quay thôi. Tại vì mình cũng kiếm tiền, mà kiếm tiền từ cái công việc của mình là vừa làm YouTube. Nói vậy thôi. Mà làm từ từ thì nói chung là ta nhìn nhận sao, ta nhìn nhận mình cũng không có giải thích được người. Rồi làm tới giờ vậy thôi. Lúc trước làm bếp mà dùng cái dịch đợt dịch đầu tiên á, cái mình nghỉ ở nhà mấy ngày á, thất nghiệp. Mới ngồi ở nhà học. Học nghề YouTube là lên coi cách người ta chỉ dẫn mình làm sao á, cái mình học. Rồi bỏ ngang công việc đó luôn. Bỏ ngang công việc đầu bếp luôn. Để mình đến với cái công việc này. Nói chung cũng có duyên. Cũng có duyên. Cái nhà 200 triệu mà bây giờ biến thành cái nhà 2 tỷ. Thì bởi mình phải kể vậy cho khán giả họ biết được vấn đề tới nhà cái gọi là cái nhà của trường. Một YouTube mà làm 2 năm mà kiếm được 2 tỷ thật sự là cũng hơi khó, nếu mà ai làm trong cái nghề YouTube mới biết. Tại vì đôi khi không phải là quay là có tiền, đôi khi vàng tiền, đôi khi không có tiền. Rồi đôi khi phải trừ những khoản thuế, rồi tiền ăn, tiền xe, hoặc là mình mua những cái thiết bị, điện thoại, hay là trừ những cái khoản đấy, thật sự là YouTube mình có thể là đủ sống hoặc là dư được vài triệu thôi, chứ không thể dư nhiều đúng không? Mà 2 năm mà dư mà 2 tỷ thì công nhận là trường hơi bị giỏi, mình cũng hơi bị bơ. 2 tỷ đâu ra? Mình đang nói cái bộ mình nếu mà dư được 2 tỷ thì hoặc là mà xây cũng giỏi thì mọi người chắc là chắc 2 tỷ không có đâu, chắc là nó ăn chặn tiền từ thiện 2 tỷ. Mà mình nghĩ nếu mà tiền từ thiện 2 tỷ mà với kênh, mà không nói kênh nhỏ, nhưng mà có những kênh mà 500-600 ngàn sub cũng không thể mà tới mà trong vòng mấy tháng mà kêu gọi được 2 tỷ, số tiền rất là lớn như vậy luôn á. Mà trong khi đó với cái hoàn cảnh của Ven thì không thể nào tới 2 tỷ, cao lắm thì khoảng mấy trăm, 100, 200 hoặc là 400-500 triệu là cao lắm rồi. 2 tỷ thì không có thể là mà đạt tới mức đó, nó hơi bị gọi là vô lý một xíu. Thì nói chung thì người ta nói mình sao thì cứ làm cho người ta thấy thôi, chứ mình cũng không muốn ra sân si hay ganh đâu với ta. Tại vì cái việc này á là khởi nguồn người ta khởi nguồn ở trước, đúng không? Thì giờ mình đặt vấn đề những bạn nằm trong hoàn cảnh thôi, người ta tố bạn như vậy bạn chịu không? Thì bây giờ mình có chứng minh cái việc sao kê của mình đi thôi. Chứng minh sao kê mọi thứ, rồi làm gió trên cộng đồng mạng thì mọi người sẽ coi lại những thứ đó, thời điểm, thời gian chính xác, nhà xây bao lâu, rồi sao kê thời gian bao lâu và thi công như thế nào thì mọi người sẽ đối chiếu. Rõ ràng ok mạch lạc thì cái việc ăn chặn thì không có, tại vì hồi xưa
Trường cũng biết là cái scandal mà anh chặn từ nghệ sĩ đó bị bóc phốt rất là nhiều, xong bây giờ liên quan cái vụ YouTube đi quay từ thiện rồi anh chặn, thì nó sẽ dẫn đến một hệ lụy là về sau mọi người quân sẽ không tin tưởng những kênh YouTube và làm từ thiện, cho nên mọi người gần như gọi là rất e dè về cái vấn đề khoản từ thiện không có rõ ràng minh bạch, là người ta sẽ không tin về những kênh đó, và kéo theo là đôi khi những anh em cũng không tin tưởng nhau nữa. Thật sự luôn á, cái chuyện này xảy ra là nó ảnh hưởng rất là nhiều về mặt tâm lý. Về thứ nhất về mặt Phật pháp Phật giáo người ta cũng lên án, mình không nói Trường nhưng mà về phía ven thì Phật pháp Phật giáo người ta lên án, và Trường thì YouTube cũng lên án tại vì nó là từ thiện đó. Về pháp luật, về hai hướng thôi thì mình cũng chia sẻ tới đây thôi. Dạ rồi, cảm ơn Trường rất là nhiều, không biết nói sao hơn nữa, thì cảm ơn bạn nha. Cũng mong là thời gian sau Trường sẽ vượt qua mọi khó khăn để chứng minh cho mọi người thấy là Trường sống như thế nào. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn Trường rất là nhiều. Cảm ơn, xin chào quý cô chú anh chị ạ.